gió lộng, ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây, trời biên khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao ý tâm tình. Chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi. Hôm nay em lên tiếp cho các bác bộ dàn Victor. Cuốn người kèn của Nhật đây, anh em nhìn thấy con cuốn người kèn thương hiệu đặc trưng của Victor nhá, con cuốn người kèn đây. Đấy. Bộ dàn này công suất khá là khủng, 95W luôn, mini đại. Cục công suất này full tất cả các tính năng. Đây, CD này. Cái mặt này nó đèn 7 màu rất là đẹp, đẹp như mới. Đây. Cửa nó trượt kiểu này. Cái DVD Nhật vẫn còn ở đây nhá. Đấy. Đây. Đây là em test AUX cho anh em nhé. Đang nghe AUX cắm vào điện thoại đây. Bây giờ tiếp đến em thử CD à DVD cho anh em này. Mắt DVD này nó rất là ngon, nên là CD này DVD đọc hết, không kén đĩa nào cả. Cái này xuất hình được lên TV. Cái đĩa Nhật này nên là em tắt âm đi, còn nó sợ là dính bản quyền nên không dám mở âm nhá. Đây, em thử sang bài 2 cho anh em này. 3, 4, 5. Thử bài 5 cho anh em đấy. Đấy, dây chạy luôn nhá. Em không muốn bật âm này lên, bật âm lên dính bản quyền ngay đấy. Rồi, CD này thì khỏi nghĩ rồi. Đấy, cho luôn anh em cái đĩa CD này, anh em nghịch hay để thế nào nó đẹp. Đây, MD đây lại trượt xuống. Đây, em cho đĩa MD vào thử cho anh em nhá. Đấy, LCD này, tiếp rồi sang phần MD Play này. Đèn quá đẹp. Đấy, MD chạy ngon nhá. Đây, em tắt đi, không dính bản quyền, toàn đĩa Nhật hết. Đây, phần tab này. Tab, em thử tab cho anh em. Tab băng này cũng băng của Nhật luôn. Chỉ sợ nó bị bản quyền thôi. Đây, táp con này chạy rất ngon, cơ ngon, chạy reverb thoải mái nhá, chạy đi chạy lại ngon. Đây, chạy đi, đây là chạy lại này. Đấy, ngon hết. Đây, AUX là cắm điện thoại cho bao giờ này. Đây, FM con này lên full được 108 luôn anh em nhá. Cho anh em nào nghe đài, nói chung là quá hoàn hảo cho một bộ dàn như thế này rồi. Đấy, FM lên 108 luôn, full tất cả tính năng. Đây, cặp loa này thì dây loa là sau nó dài mỗi bên 2m nhá. Anh em tha hồ mà trăng khắp nơi. Để bàn, để kệ các thứ, mỗi bên là 2m dây đấy. Dây rất là to và xịn, dây zin theo nó nhá. Loa rất là đẹp, đẹp leng keng luôn. Nói chung không thể đẹp như mới được, nhưng mà nó cũng phải đến gọi là 95%. Đây, phía sau đây. Phía sau là con này có giải mã đây nhá. Có đường giải mã đây nhưng mà không biết mở kiểu gì, hay là phải chơi điều khiển mở kiểu gì em không biết được. Đây, có input đây nhưng mà không biết mở kiểu gì. Đây là điện thoại em cắm ở chỗ này nhá. Đấy. Còn đây là xuất hình lên TV này. Nó có 3 cổng để xuất hình lên TV máy chiếu này. Đấy. Đây, công suất 95W này anh em. Đấy, 95W. Khá là khủng luôn. Rất là đẹp. Nhập lên keng nhá. Đây, dây nguồn của nó cũng zin. Dây nguồn của nó dài về cỡ cũng tầm khoảng hơn 2m, tầm 2m đấy. Tầm 1m8, 2m gì đấy. Dây zin theo nó luôn. Đẹp. Dây chắc chắn. Đấy, em thanh lý cục công suất này cho anh em. 800.000. Quá rẻ rồi. Nó chạy DVD này, CD này, MD này, cassette này, FM full 108, cắm điện thoại máy tính luôn.
Nếu mà nhà anh em có đĩa cưới mà thỉnh thoảng muốn xem, cắm vào xem tivi. Vì bây giờ thường anh em bỏ đầu đĩa đi rồi. Cặp loa này, 3 đường tiếng đẹp leng keng, bóng bẩy và to con. Cầm này cao tầm 26 anh em nhé. Cao tầm 26. Cục này đến cao tầm 26. Đấy. Siêu ngọt, cái dòng này là đỉnh cao của nhất của các dòng mini, siêu ngọt, ngọt nhất trong cái dòng mini đấy. 680.000. Đấy. Cả bộ là 1.480.000. Giá em bán là cực kỳ êm rồi, không có mặc cả anh em nhé. À đây, cái lưới cái này nó không có lưới nhá, lưới rơi biển rồi. Nói đùa chứ rơi biển mò không được. Không có lưới. Để này đẹp hơn, vì màng này nó không bám bụi đâu. Đẹp lắm. Đấy. Để mở ra mới đẹp, đóng càng vào lại xấu. Vì mở ra mới thấy được cái độ bóng bẩy và độ chất của nó, ba đường tiếng. Đấy. 680 cặp loa, cục này 800.000. Giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ rồi, 1.480.000 cả bộ. Em không bớt nhá.